dự đoán của các chuyên gia quân sự sau 7 ngày Putin xâm lược Ukraine. Cuộc tấn công của Nga và Ukraine mới diễn ra được một tuần, nhưng những hậu quả gây ra đã rất thảm khốc. Trong 7 ngày kể từ khi quân đội Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine, hàng trăm người đã thiệt mạng và hơn một triệu người đã phải di tản. Giá năng lượng gia tăng chóng mặt, giá thực phẩm cũng tăng theo. Không ai có thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra trong những ngày, những tuần tới nhưng tình trạng hòa bình và ổn định tương đối trong nhiều năm qua ở châu âu đã bị rạn nứt và nếu giao tranh kéo dài trong nhiều tháng cuộc khủng hoảng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa điều gì xảy ra với thủ đô kiev tổng thống nga vladimir putin đã rất rõ ràng về các mục tiêu cơ bản của ông khi xâm lược ukraine putin muốn phi quân sự hóa ukraine buộc người dân ukraine cắt đứt quan hệ với liên minh quân sự nato và chấm dứt nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu. Putin muốn dẹp bỏ cái mà ông ta gọi là băng nhóm nghiện ma túy và tân phát xít ở Kiev đang bắt toàn bộ người dân Ukraine làm con tin. Một cáo buộc vô căn cứ nhắm vào chính phủ dân cử và tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Các lực lượng của Nga đang bảo vệ thủ đô Kiev của Ukraine nhằm lực đổ chính phủ nước này. Một đoàn chiến xa Nga dài 40 dặm đang tiến về thành phố, nơi đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa trong những ngày qua. Ông Zelensky đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu, cho dù ông hiểu rõ rằng lực lượng của Putin muốn tiêu diệt Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt nguyên thủ quốc gia. Ông nói người dân Ukraine không còn gì để mất ngoài tự do. Nếu các lực lượng Nga chiếm thủ đô Kiev, sẽ có các chính trị gia Ukraine khác sẵn sàng gia nhập hàng ngũ của một chế độ bù nhìn thân Nga. Một trong những đồng minh hàng đầu của Putin ở Ukraine là ông Viktor Medvedchuk, một chính trị gia và là một nhà tài phiệt. Ông này đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc ở Ukraine và đang bị quản thúc. Mục tiêu lãnh thổ của Putin Các lực lượng Nga cũng đang tiến hành các chiến dịch tấn công ở các nơi khác tìm cách chiếm quyền kiểm soát các thành phố quan trọng ở phía nam và đông nam của Ukraine. Vào ngày 2 tháng 3, thị trưởng thành phố Kherson cho biết lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát thành phố ven biển phía nam Ukraine có hải cảng quan trọng ra biển đen. Trao đổi với CNN, một cựu tư lệnh NATO nhận định, mục tiêu hiển nhiên của Putin là tạo một hành lang trên đất liền tới Crimea. Nga đã chiếm Crimea từ năm 2014, nhưng cho tới nay, chỉ có thể tiếp tế bán đảo này qua cầu eo biển Kerch. Nếu lực lượng Nga chiếm được thành phố cảng Odessa thì có thể hình dung mặt tư khoa sẽ tạo ra một cây cầu trên bộ kéo dài qua miền nam Ukraine, thậm chí có khả năng nối Transnistria, một vùng đất ly khai ở Moldova nơi quân đội Nga đóng quân với Odessa, Crimea và miền nam và miền đông Ukraine. Trong chủ trương bình chướng, tạo dựng lại đế chế Liên Xô cũ, Putin có thể có ý định chia Ukraine làm hai phần, giống như nước Đức trong thời kỳ chiến tranh lạnh, với miền Tây Ukraine phụ thuộc nhiều hơn vào châu Âu và miền Đông nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nga. Chiến thuật thiêu đốt trận địa Cho đến nay, các lực lượng Ukraine vẫn đang xoay sở để chống lại quân đội Nga lớn hơn và được trang bị nhiều vũ khí hơn. Các quan chức Hoa Kỳ đã lưu ý rằng các đường tiếp liệu của Nga đã gặp nhiều khó khăn, ngay cả trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược. Có thể Nga dự tính là sẽ nhanh chóng chiến thắng, nhưng điều này đã không xảy ra, vì vậy kế hoạch tiếp tế đã bị thiếu hụt. Các nhà phân tích quân sự Tây Phương cho rằng, kế hoạch tác chiến của Nga với mục tiêu nhanh chóng tiến vào và đánh chiếm Kiev đã bị thất bại, buộc các chỉ huy Nga phải thay đổi chiến thuật. Lực lượng tấn công chính là một đoàn quân khổng lồ, bao gồm xe tăng, pháo binh và hỗ trợ hậu cần đã bị dừng lại trong nhiều ngày trên đường xa lộ phía bắc Kiev. Các nhà phân tích quân sự cho rằng các đoàn quân của nga hiện chỉ có thể di chuyển trên các đường xa lộ do thời tiết ấm dần làm tuyết tan, biến mặt đất của Ukraine thành bùn. Mỗi ngày mà đoàn quân này bị mắc kẹt trên đường cao tốc phía bắc Kiev, thì tình trạng của họ sẽ càng xấu thêm hơn. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Hoa Kỳ dự đoán Nga sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở Ukraine. Và ông Putin trước đây đã cho thấy ông ta chẳng mấy quan tâm đến nhân quyền hay các quy tắc của chiến tranh hiện đại. Lực lượng không quân của Nga hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria đã tiêu diệt các nhóm đối lập vũ trang của nước này bằng cách sang bằng toàn bộ khu vực. Các chuyên gia lo ngại là điện cảm linh có thể sử dụng chiến thuật thiêu đốt trận địa này ở Ukraine nếu các nỗ lực phản kháng tiếp tục cản trở kế hoạch tiến quân của họ. Vào đầu tuần này, cựu giám đốc CIA, tướng David Petrus cho biết quân đội Nga đã bắt đầu áp dụng chiến thuật này với việc sử dụng các loại bom chùm. Ông cũng cho biết điện cẩm linh để đưa vào Ukraine các loại bom nhiệt hạt, đôi khi còn được gọi là bom chân không. Bom này tạo ra một làn sóng áp suất kéo dài, có thể hút oxy ra khỏi một căn phòng hay phổi của con người. Luật nhân đạo quốc tế cấm sử dụng loại vũ khí này trong các khu vực dân sự. Tướng Peter lo sợ rằng quân đội Nga sẽ phá nát một số thành phố, vì nếu còn dân chúng trong thành phố hay trong khu vực thì họ sẽ không an toàn. Quân Nga đã từng làm điều này trong quá khứ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Linda Thomas Greenfield vào hôm thứ Tư cho biết Nga đang chuyển vũ khí bị cấm vào Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nói ông tin rằng Nga đang cố tình nhắm vào thường dân ở Ukraine. Tòa án hình sự quốc tế đã mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và các hành vi diệt chủng tại Ukraine. Đàm phán sau cuộc hội đàm hôm 3 tháng 3, Nga và Ukraine đã đồng ý về sự cần thiết phải thiết lập các hành lang nhân đạo và có thể một lệnh ngừng bắn xung quanh các hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân. Đây là dấu hiệu tiến bộ đầu tiên kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Nhưng trong khi nhà đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, nói rằng các cuộc đàm phán đã đạt được tiến bộ đáng kể, thì các lực lượng xâm lược của Nga vẫn bao vây và bắn phá các thành phố của Ukraine, thường là vào các khu dân cư. Nhiều khu vực trong thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine với 1,5 triệu dân, đã bị biến thành đống đổ nát với cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai, binh lính và thường dân Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự trước sự tấn công dữ dội của Nga. Thủ đô Kiev và các thành phố chính khác vẫn nằm trong tay họ vào tối ngày 3 tháng 3. Một nhà đàm phán Ukraine cho biết các cuộc đàm phán đã không mang lại kết quả mà Kiev mong đợi, nhưng hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc sơ tán thường dân. Họ cũng đã đồng thuận về việc vận chuyển thuốc men và thực phẩm đến những nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất và các nhà đàm phán sẽ gặp lại nhau vào tuần tới. Các biện pháp trừng phạt Điện Cẩm Linh hôm 2 tháng 3 thừa nhận nên kinh tế Nga đang phải chịu những đòn nghiêm trọng vì các lệnh trừng phạt khắc nghiệt chưa từng có và sự cô lập ngày càng tăng gây áp lực lên hệ thống tài chính đang lung lay của nước này. Các công ty quốc tế đã bắt đầu đóng cửa hay đình chỉ hoạt động ở Nga. Apple công ty giá trị nhất thế giới đã tuyên bố ngừng bán tất cả các sản phẩm của mình ở nga do cuộc xâm lược ukraine trong khi đó boeing và airbus đã ngừng hỗ trợ các hãng hàng không nga sản phẩm năng lượng của nga không bị nhắm mục tiêu trực tiếp bởi các lệnh trừng phạt của tây phương nhưng nhiều công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đã rời khỏi nga hoặc ngừng các đầu tư mới mạc tư khoa cũng đang gặp khó khăn trong việc bán các lô hàng dầu thô của nga cho các thương nhân và các nhà máy lọc dầu vì những người này lo ngại bị xa vào lưới trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong những năm gần đây, Putin đã thực hiện một số thay đổi để nền kinh tế phụ thuộc vào dầu khí của Nga giảm bớt sự lệ thuộc vào đồng Mỹ Kim, đồng thời hạn chế chi tiêu của chính phủ và tích trữ ngoại tệ. Các nhà hoạt định kinh tế của Putin đã tìm cách thúc đẩy sản xuất một số mặt hàng trong nước bằng cách ngăn chặn các sản phẩm tương đương từ nước ngoài. Trong khi đó, mặt từ khoa đã tích lũy được kho dự trữ ngoại tệ trị giá 630 tỷ Mỹ Kim, một khoản tiền khổng lồ so với hầu hết các quốc gia khác, có thể được chi tiêu nếu các lệnh trừng phạt gây hậu quả kéo dài. Vẫn còn phải xem liệu các biện pháp này có giúp Nga tránh được thảm họa kinh tế hay không khi họ tiếp tục kéo dài cuộc xâm lược Ukraine.